Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là một cỗ khám thờ siêu to khổng lồ. Thì khám thờ này có kích thước phù bì là dài 1m27 và chiều cao là 1m47, làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Hải Phòng. Gia đình anh đặt cho nhà thờ. Cỗ khám này rất là to. Và nếu như đánh giá để so mẫu khám này so với mẫu khám thờ tượng thì khám này lại là loại nhỏ. Nhưng nếu so với khám thờ gia tiên thì đây là khám thờ loại đại. Nên chúng tôi nhận đặt các cái mẫu khám thờ theo kích thước mẫu mã mà quý khách đưa ra. Rất nhiều và đa dạng. Có cái khám thờ chúng tôi chỉ làm 1m27 và cao 1m27. Trong video trước chúng tôi đã bàn giao một cỗ khám cho các bác ở Thanh Hóa, thì quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Toàn bộ khám thờ này chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ vụ và sau đó đã được sơn son thép vàng Đài Loan. Phần mặt thì chúng tôi sơn then, tức là sơn màu đen. Và có ba chuồng cửa thì đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Bên trên phần trương thì chúng tôi đục long hóa mai, phía giữa là hoa hồng, phía dưới các cái tầng cổ chỉ là chúng tôi đục cuốn thư và phượng hoàng. Như trên màn hình các bạn đang xem đây, hai phần tai chúng tôi cũng đục phượng và phần trương trên chúng tôi chạm long hóa mai, tức là đủ bộ tứ quý tùng cúc trúc mai kết hợp với ba phần cánh cửa phía dưới. Và cánh cửa phía dưới chúng tôi có làm nan, bên trên cánh cửa buồng giữa là chúng tôi có làm chữ thọ. Chúng tôi đã làm theo đúng mẫu mã mà khách hàng đưa ra. Quý khách trên toàn quốc muốn đặt đồ thờ cúng tâm linh, khám thờ, ngai thờ, bài vị hay là ngựa thờ, tượng thờ, tất cả các đồ thờ cúng liên quan bằng gỗ thì quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hôm nay chúng tôi sẽ quay chi tiết cái cỗ khám thờ này cho quý khách trên toàn quốc xem. Toàn bộ chân chúng tôi đục hổ phù, lá tây. Phần bệ chúng tôi đục hoa cúc. Và phần hồi này chúng tôi làm ván hai phân, chúng tôi nong, nong gân. Và bên ngoài đây thì những người thợ chúng tôi đã vẽ lên cây tùng, cây cúc hai bên hồi. Đây là cây này thì chúng tôi vẽ bằng nhũ, còn phần thép vàng thì chúng tôi thép vàng Đài Loan. Chúng tôi chia sẻ tới tất cả quý khách hàng tất cả các cái quy trình làm đồ thờ cúng của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Và đây là một mẫu khám thờ nhỏ hơn, có kích thước là cao 1m27 và chiều rộng là 1m07. Trong clip trước tôi đã giới thiệu bốn cái cỗ khám thờ, quý khách có thể vào trang chủ để xem lại. Quý khách đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về mẫu mã sản phẩm mà chúng tôi đưa lên. Khám thờ có rất nhiều loại như khám thờ bà cô ông mãnh, khám thờ gia tiên, hay là khám thờ cho dòng họ, nhà thờ họ, hay khám thờ đặt ở đình chùa. Nó có rất nhiều mẫu mã khác nhau. Mỗi một video clip chúng tôi lại làm về một sản phẩm mới và sản phẩm lạ, thì quý khách nên đăng ký kênh để theo dõi tiện hơn. Và video này thì chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở spa Đồ Gỗ Hiền Lành, xưởng sơn son thép vàng của chúng tôi. Khu này chúng tôi nguyên chứa đồ sơn son thép vàng, từ hoành phi câu đối cuốn thư đến khám thờ rất nhiều. Các bạn hãy xem kỹ cái đường nét của chúng tôi. Mỗi một mẫu khám thờ lại là một siêu phẩm đối với khách hàng. Và đây là những người thợ của chúng tôi đang trong quy trình hoàn thiện những cái bức cuốn thư cho dòng họ lớn, dài 2m6, 3m. Cuốn thư chúng tôi làm dài lưới 3m và rộng là 2m. Và khi treo lên thì trông vẫn là nhỏ so với các cái không gian phòng thờ lớn.
Tôi xin nhắc lại là chúng tôi đang làm 4 bức cuốn thư dài 2,6 m. Trên cái mềm màn hình các bạn đang xem đây là bức cuốn thư Rồng Trầu Mật Nguyệt. Và còn hai phần bên tai là chúng tôi khi hoàn thiện xong chúng tôi sẽ gắn vào. Đây là nguyên cái phần bức giữa thôi, chạm 4 chữ. Và trên mình các bạn đang xem đây là đôi câu đối lòng mo, hàng liền khối dài 2,2 m, rộng 40 m. Đang được những người thợ của chúng tôi làm quy trình cuối cùng, đó là lộng son và thép chữ. Nền là nền gấm, được thép vàng Đài Loan. Bên trên bề mặt chúng tôi làm chữ sơn then, tức là sơn màu đen. Đây là câu đối lòng mo hay còn gọi là câu đối lòng máng. Thường thì được lắp ở các cái nhà thờ cột, nhà thờ gỗ. Nhưng hiện nay thì cũng có nhiều người thích cái mẫu câu đối lòng mo này nhưng lại lắp vào nhà bằng, tức là treo trực tiếp vào tường, không treo vào cột. Đó là tùy theo quý khách yêu cầu. Các bạn đang xem đây là người thợ chúng tôi đang miệt mài thép chữ bằng tay, rất là tỉ mỉ và kỳ công. Thép bằng tay như này thì nó có cái ưu điểm là bề mặt chữ nó sẽ mịn hơn. Sau khi thép vàng thì chúng tôi bắt đầu với thép chữ lên trên cái bề mặt của vàng thì nó sẽ bền hơn, tức là thép trực tiếp. Câu đối này là câu đối 11 chữ do khách yêu cầu. Toàn bộ chữ nho là của khách đưa ra, quý khách đã gửi về Gmail cho chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và đôi câu đối lòng mo này thì chữ là chữ Hán Nôm, không có phụ đề. Nên quý khách xem, nhiều quý khách không biết là chữ nho là nghĩa là gì, chỉ biết là chữ Hán Nôm thôi. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nhận làm đồ thờ cúng theo yêu cầu hoành phi câu đối cuốn thư, ngai thờ khám thờ theo yêu cầu mẫu mã mà quý khách đưa ra. Quý khách hãy liên hệ về 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong tháng 8 và tháng 9 tới này, chúng tôi sẽ bàn giao rất nhiều các cái công trình nhà thờ lớn đồ sộ trên toàn quốc, cũng như các cái tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Khách hàng đang rất là ưa chuộng đồ thờ cúng tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Các quý khách đã đặt hàng online rất nhiều. Có những bộ thì chúng tôi dát vàng ta, tức là vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng 24K. Chúng tôi cũng vẫn nhận đặt hàng online. Các bạn đang xem đây là bức cuốn thư 2,6 m, cũng là mẫu rồng trầu mặt nguyệt nhưng mà chữ nho là 4 chữ nho khác. Và các thợ của chúng tôi đang hoàn thiện cửa vọng câu đoạn cuối cùng. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất đồ thờ cúng lớn nhất miền Bắc, nói về đồ sơn son thép vàng. Chúng tôi cũng bán hàng qua mạng online rất là nhiều, các cái mẫu cuốn thư hoành phi câu đối siêu to khổng lồ, dài 2,6 m và rộng 2 m. Các cái bức hoành phi chúng tôi vừa với thép vàng xong. Thì trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn. Khi thép vàng xong thì chúng tôi phải đợi khô, bắt đầu mới lên chữ được. Cơ sở đồ gỗ Yên Lành chia sẻ tới tất cả khách hàng các cái quy trình làm nền, làm chữ của chúng tôi, cũng như là khâu hàng mộc. Trước khi hoàn thiện và bàn giao thì chúng tôi sẽ quay lại video clip phần mộc một lượt, sau đó chúng tôi sẽ quay video hoàn thiện sau, chi tiết tỉ mỉ tới từng công đoạn. Thì quý khách muốn đặt hàng, quý khách hãy xem kỹ video và gửi mẫu mã về cho chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách hàng nào ở gần thì quý khách có thể qua làng nghề La Xuyên và ghé thăm cơ sở đồ gỗ Yên Lành. Quý khách nào ở xa không về được, quý khách xem qua mạng và đặt hàng online. Chúng tôi online 24 trên 24. Hoặc liên hệ tổng đài 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể.
Nói về đồ thờ thì có cái rất nhiều các cái bộ chữ khác nhau, nên quý khách có thể tham khảo trên mạng sau đó gửi về cho chúng tôi. Các cái bộ chữ khác như này. Đây là toàn bộ không gian xưởng hoàn thiện đồ thờ cúng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo. Quý khách hãy nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Xin cảm ơn.